Sau bạn Nhật xin chào cả nhà. Em tiếp tục cập nhật chiếc máy rửa bát Panasonic TR5. Trong cái ngày hôm nay em lên sóng khá là nhiều máy rửa bát, toàn bộ là máy đẹp. Cứ lên sóng một loạt để phục vụ các bác thôi. Các bác nào xem ưng con nào thì các bác chốt. Ở đây tiếp tục là một con Panasonic TR5. Đấy, như các bác nhìn thấy trên hình, nó là vỏ nguyên bản rất đẹp. Toàn bộ những máy đẹp, bác nào trong cái lô này các bác mua được thì rất là tuyệt vời nhé. Toàn bộ máy nó rất là đẹp. Các cái đầu hồi của nó cũng rất là mới các bác ạ. Đấy, các đầu hồi cũng rất là đẹp nhé. Đây là bẩn đấy, các đầu hồi rất là đẹp luôn. Một con máy, một cái lô này về toàn bộ là em đánh giá là chất lượng của cái lô này khá là đẹp, đồng đều. Đây, hai bên đầu hồi các bác nhìn nó khá là ok luôn, gần như không dọn, bọn này rất là nhàn. Đây, năm sản xuất 2012 các bác nhé, TR5 này mã số 3389. Cái lô này về dọn khá là nhàn vì nó bản chất nó sạch đẹp hết rồi, không phải làm gì cả. Đây, các công nghệ Econavi, thời gian sấy, hẹn giờ, chế độ rửa tiêu chuẩn, nước nóng 80 độ C. Ở đây là các đèn báo chu trình. Đây, khi mà em bán cho khách thì em thường là hay cài đặt các cái chế độ nó như thế này. Sấy 30 phút thôi, rửa tiêu chuẩn với nước nóng 80 độ C. Trên các bác về chỉ cần bật nguồn lên này. Đấy, các bác bấm rửa này, rửa. Tất cả các cái máy mà khi mà bàn giao đến các bác em đã đều test chạy ok ngon lành hết rồi nhé. Đây, chiếc này nội thất cơ thứ rất là sạch đẹp luôn, mới luôn, sạch nhé. Giá 3,9 triệu cho một chiếc máy rửa bát TR5, bảo hành 12 tháng, đấy, lành bền, tiết kiệm. Bác nào mua máy rửa bát bên em biết rồi đấy, máy rất là sẵn, linh kiện, rất dễ sửa chữa, chả có cái gì hỏng. Nói chung chả có cái gì mà hỏng cái bảo hành cái máy này. Nhiều bác mua xa thì cứ hỏi là thế trục trặc thì thế nào thì nói thật sự các bác luôn nhé. Riêng máy rửa bát này này, nó gần như cái tỷ lệ trục trặc, nhất là cái dòng Pana này gần như không có. Đấy, mà chẳng may lắm thì nó trục trặc gì đều hướng dẫn các bác sửa từ xa được thôi. Nó là những cái bệnh rất đơn giản. Đấy, trên bàn máy rửa bát này cực kỳ yên tâm luôn, lành, cực kỳ lành. Đấy, các bác nào chốt chiếc này các bác liên hệ nhé. Mã số 26, em bán 3,9 triệu bảo hành 12 tháng. Chào các bác.